mắt miệng. Dạ, cháu chào bác. Không dám. Chào cậu. Dạ bác. Thế cậu có yêu con gái tôi thật lòng không? Dạ thật ạ. Tại sao lại yêu thật lòng? Vì nhà bác có nhiều đất. Ôi trời ơi. Thế lấy con gái tôi về thì cậu làm gì nuôi nó? Lấy cho là may rồi. Con đời rồi. Không làm mà đòi có ăn thì ăn. Cháu tưởng làm trạng vương là đủ rồi. Ôi giời ơi. Nhìn cái tướng cậu bấm bẩn nè, đang không hờn làm để nhà tôi rồi. Mẹ của em, cháu lấy bác hay lấy con bác? Thì lấy con tao. Sao bác làm nhiều thế? Ôi giời ơi. May mà lấy con gái tao về cấm cả vũ lăng nhà. Cháu hứa khi cưới em về cháu sẽ chia tay em Phương, em Trang, em Ngọc, em. Ôi giời ơi. Anh Chí à, cô về cho tôi biết toàn bộ sự thật. Có chuyện gì vậy anh? Có vẻ cô đã tải Mai Việt Theo tích điểm đổi voucher và mua trái tim này đúng không? Quả tim trộn khá đấy, làm người ta hết cả hồn. Mày đừng có bốc phét. Mày đừng có mà mồm điêu. Cô cứ thử tải về mà xem. Tao không có điện thoại. Tôi xin tặng cô một chiếc điện thoại.